chào cô bác anh chị, giới thiệu với cô bác anh chị đây là khu công nghiệp Minh Hưng, Hàn Quốc. Và một số ít công ty của Việt Nam. Để quẹo vô đường D4 này coi có công ty nào không nghe cô anh chị. Đây là xe đưa rước công nhân này. Ở đây có thông báo tuyển dụng nè cô bác anh chị. Có thông báo tuyển dụng 10 nhân viên văn phòng, quản lý hàng, xuất hàng, nhân viên gì TQB gì, trình độ trung cấp trở lên, thành thạo máy vi tính, ưu tiên biết tiếng Anh. Rồi 30 nhân viên sản xuất. Để zoom gần lại cho cô bác xem ha. 30 nhân viên sản xuất, xưởng sản xuất, xưởng nhuộm. Liên hệ phòng nhân sự 0271 364 5551. Này là lô D, khu công nghiệp Minh Hưng, Hàn Quốc, xã Minh Hưng, Trơn Thành, Bình Phước nha cô bác anh chị. Công ty này tên gì ta? Để xuống khu vực này phải có chỗ nào tuyển dụng nữa không nha cô anh chị. Công ty hình như Zuvina đó cô anh chị. Đây công ty trách nhiệm hữu hạn VMV International này. Tuyển dụng bao nhiêu lao động phổ thông nè, số lượng 50 người, tuổi từ 18 đến 35 nè, lương cơ bản 4,4 triệu, phụ cấp tiền cơm trưa, nhà trọ, chiên cần, phép 5, môi trường làm việc thoáng mát, lịch sự, sạch sẽ, cơ hội làm việc với chuyên gia nước ngoài. Lương là 4,4 triệu nha cô bác chị. Lương căn bản đấy. Đi xuống đây công ty VMV International nha cô bác chị. Rồi tiếp theo đi xuống công ty dưới đây nữa coi cô bác anh chị. Vô khu này thì những cái mùi của nhà máy rồi đó là rất là đặc trưng. Những cái khu công nghiệp nhà máy thì nó có cái những cái xử lý cái mùi rất là đặc biệt của khu công nghiệp. Ở đây thông báo tuyển dụng nè, 100 công nhân nữ nè, nhận việc ngay. Phỏng vấn liên tục vào 7 giờ 30 sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần, thu nhập hấp dẫn, môi trường làm việc mát mẻ, có máy lạnh, nộp hồ sơ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lizen Việt Nam, địa chỉ số lô B5, khu công nghiệp Minh Hưng, Hàn Quốc, điện thoại 02713645 868, điện thoại anh Hải. Công ty Lit Hand Quốc tế. Còn công ty VHC Tăng Việt Hàn không thấy tại bản thông báo tuyển dụng. Còn bên đây thì công ty này đang xây dựng chưa xong. Đây có tuyển dụng nè cô bác anh chị, đây có tuyển dụng nè, nhân viên xuất nhập khẩu hả, số lượng 2 nữ, biết uy tín văn phòng. Công ty Zuvina cần tuyển gấp công nhân nam nữ. Có những công ty nói cần tuyển không biết vị trí nào và chỉ nói là công nhân thôi và không nói số lượng bao nhiêu. Ở đây là những kho hàng. Bây giờ đường cùng mà quay ra cô bác chị ạ. Đây có những xe container này của bác chị, container để nhập hàng vào container và xuất khẩu hoặc là vận chuyển đi trong nội địa của bác chị. Vào sông, trong sông nữa coi, trong những hộ dân coi có tuyển dụng không cô bác chị. Đây có tuyển dụng nè, không phải đây có tuyển dụng. Thông báo tuyển dụng là 1 quản lý bộ phận may, 2 quản lý bộ phận cắt, 3 quản lý bộ phận lụa, quản lý bộ phận HP, quản lý bộ phận no siêu, nộp hồ sơ tại vòng bảo vệ công ty C và K Vina, lương thỏa thuận, có kinh nghiệm trong lĩnh vực giày da. Công ty này bên lĩnh vực giày da. Số điện thoại là 02713645 755 hoặc 0946809511 gặp nhân sự. Công ty này C và K Vina, nhưng cô bác anh chị đang tuyển dụng á. Cô bác anh chị nào có nhu cầu làm việc thì hãy liên hệ số điện thoại chúng tôi mới vừa đọc á. Rồi đi tiếp theo coi có công ty nào nữa không cô bác chị, có công ty nào còn tuyển dụng nữa không. Đây công ty C và S. Rồi như vậy là đi vào trong một xíu nữa là tới hộ dân rồi cô bác chị. tuyển góp công nhân nữ làm việc theo ca, một nhân viên IT có kinh nghiệm nè. Công ty có nhiều chính sách, chế độ ưu đãi. Nộp hồ sơ tại phòng bảo vệ. Số điện thoại 0271 3645 1407. Để zoom số điện thoại lên cho cô bác anh chị xem ha. Rồi cô bác anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ nha. Công ty quốc tế TK. Rồi video đến đây thì cũng đã dài rồi, coi như là cũng đi giáp khu công nghiệp Minh Hưng, Hàn Quốc rồi nha cô bác anh chị. Cảm ơn cô bác anh chị theo dõi ha. Chúc chào và hẹn gặp lại.